Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá cả thị trường phân bón ngày 23 tháng 9 2024. Giá phân bón đầu tuần biến động nhẹ ở miền Bắc, giá ure ở miền Tây giảm nhẹ. Khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 501 tới 502, Phú Mỹ 505 tới 510, Bình Điền 501 tới 503, Ninh Bình 500 tới 505 ngàn đồng, Trung Quốc 501 tới 503. Ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục và ure Brunei hạt đục có giá dao động từ 520 tới 530 ngàn đồng. DAP Hồng Hà Xanh 950 tới 1 triệu đồng. DAP Trung Quốc nâu 64%, 809 tới 904. Trung Quốc vàng 64%, 903 tới 906. Đình Vũ 750 tới 800 ngàn đồng. Đức Giang vàng 64%, 708 tới 902. Nga đen 64%, 809 tới 904. Nga xanh 64%, 903 tới 906. DAP ba con cò 1 triệu tới 1 triệu 1. Hàn Quốc đen 1 triệu 2 tới 1 triệu 3. Xanh Tường Phong 803 tới 808. Kali Cà Mau 803 tới 807. Phú Mỹ 803 tới 806. Ba con cò 850 tới 808. Kali Miễn Cà Mau 506 tới 509. Kali Belarus bột 406 tới 409. Israel hạt Miễn 502 tới 506. Israel hạt Nhuyễn 406 tới 409. Israel trắng 504 tới 508. Phân NPK 16-16-8 Bình Điền 602 tới 606. Cà Mau 602 tới 607. Phú Mỹ 601 tới 606. Ba con cò 609 tới 750. Việt Nhật 601 tới 650. Yaramila Complex 12 11 18 603 tới 608. Đối với bao 25 kg. Hàn Quốc 16 16 8 cộng 9S 600 tới 650. 16 16 8 TE Việt Nhật 650 tới 609. NBK 20 20 15. Ba con cò 807 tới 901. Bình Điền 850 tới 808. Sông Danh 808 tới 902. NBK 20 20 15 TE. Bình Điền 1.050.000 tới 1.1. Phú Mỹ 1.000.000 tới 1.050.000. Phân Lân, Súp Bê Lân, Long Thành 204 tới 206. Lân Văn Điển 209 tới 302. Ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân ure Cà Mau 506 tới 509, Phú Mỹ 550 tới 508, Bình Điền 550 tới 509, ure Hà Bắc, Ninh Bình, Trung Quốc giá dao động từ 503 tới 507. DAP Hồng Hà Xanh 1.050.000 tới 1.1. DAP Trung Quốc nâu 64% và DAP Trung Quốc vàng 64%. Đều có giá 803 tới 806. Đình Vũ 720 tới 706. Đức Giang vàng 64%, 706 tới 709. Nga đen 64%, 803 tới 806. DAP Nga xanh 64%, 803 tới 806. Ba con cò 1 triệu tới 1 triệu 1. Hàn Quốc đen 1 triệu 1 tới 1 triệu 2. NBK 20-20-15 TE Bình Điền 975 tới 1.050.000. 20-20-15 Bình Điền 806 tới 900. 20-20-15 ba con cò 809 tới 902. 20-12-7 TE Bình Điền 900 tới 950. 18-86 Việt Nhật 802 tới 804. 18-86 TE Việt Nhật 803 tới 808. 16-8-14-12S Việt Nhật 850 tới 900. 16-8-8 Phú Mỹ 708 tới 802. 15-5-10-14S Lào Cai 508 tới 602. 20-12-7 TE Bình Điền 900 tới 950. 19-16 Sông Danh 709 tới 850. 20-66 Ninh Bình 707 tới 802. 13-13 Lâm Thao 708 tới 803. 16-8-16 Phú Mỹ 403 tới 408.
16-88 Lâm Thao 800 tới 850, 12-50-14S Lào Cai 508 tới 602, 15-50 Sông Danh 750 tới 800, Phân Lân Văn Điển giá 300 tới 303, Lân Lâm Thao 300 tới 303, Lân Đen dao động từ 250 tới 209, NBK 16-16-8 Bình Điền 609 tới 703, Cà Mau và Phú Mỹ 608 tới 702, Ba Con Cò 809 tới 902, Việt Nhật 607 tới 700, Hà Lan 700 tới 750, Philip Korea 806 tới 900, 16-16-8 TE Philip Korea 806 tới 900, Cali, Cà Mau 803 tới 807, Phú Mỹ 803 tới 806, Ba Con Cò 850 tới 808, Cali Miễn Cà Mau 508 tới 601, Belarus Bột 408 tới 502, Israel Hạt Miễn 504 tới 508, Israel Hạt Nhuyễn 408 tới 502, Israel Trắng 550 tới 509, Phân Ure Cà Mau 550 tới 509, Phú Mỹ 504 tới 508, Bình Điền 550 tới 509, Ure Hà Bắc 503 tới 508, Ninh Bình 502 tới 508, Trung Quốc 504 tới 509, Hà Bắc 503 tới 507, Ninh Bình 502 tới 506, Trung Quốc 504 tới 508, DAB Hồng Hà Xanh 1.050.000 tới 1.100.000, Trung Quốc nâu 64% và Trung Quốc vàng 64%, 803 tới 806, Đình Vũ 702 tới 706, Đức Giang vàng 64%, 706 tới 709, Nga đen 64% và Nga xanh 64%, 803 tới 806, Ba Con Cò 1.000.000 tới 1.100.000, Hàn Quốc đen 1.100.000 tới 1.200.000, NBK 20-20-15 Sông Danh 906 tới 908, Sông Hương 1.030.000 tới 1.050.000, Đầu Trâu 907 tới 1.050.000, Bông Lúa 904 tới 908, Ba Con Cò 906 tới 909, NBK 16-16-8 Bình Điền 609 tới 703, Cà Mau và Phú Mỹ 608 tới 702, Ba Con Cò 809 tới 902, Việt Nhật 607 tới 700, Hà Lan 700 tới 750, NBK khác 16-88 Phú Mỹ 801 tới 850, 15-50-14S Lào Cai 506 tới 601, 20-12-7 TE Bình Điền 900 tới 950, 19-16 Sông Danh 709 tới 850, 20-66 Ninh Bình 609 tới 702, 13-13-13 Lâm Thao 708 tới 803, 16-8-16 Phú Mỹ 707 tới 800, 16-88 Lâm Thao 802 tới 804, 12-5-10-14S Lào Cai 508 tới 602, 15-5-20 Sông Danh 708 tới 802, 20-5-5 Bình Điền 700 tới 704, 17-19-9 TE Phú Mỹ 809 tới 904, 18-4-22 TE Bình Điền 907 tới 1.010.000, 17-7-18 TE Cà Mau 804 tới 808, 17-7-17 TE Cà Mau 850 tới 808, 17-15-9 TE Phú Mỹ 803 tới 807, Phân Cali Cà Mau 803 đến 807, Phú Mỹ 803 đến 806, Ba Con Cò 850 đến 808, Canada Miễn 602 đến 650, Cali Miễn Cà Mau 508 tới 601, Cali Belarus Bột 408 tới 502, Israel Hạt Miễn 504 tới 508, Israel Hạt Nhuyễn 408 tới 502, Israel Trắng 550 tới 509, Cali Hạt Rồng Đỏ 603 tới 608, Cali Mảnh Jordan là 603 tới 608, Phân Lân Lâm Thao 250 tới 209, Lào Cai 204 tới 208, Phân Điển 250 tới 209, khu vực Đông Bắc Bộ Phân Ure Cà Mau 504 tới 508, Phú Mỹ 503 tới 507, Bình Điền 504 tới 508, Ure Hà Bắc 503 tới 508, Ninh Bình 525 tới 506, Trung Quốc 503 tới 507,
DAP, Hồng Hà Xanh 1.050.000-1.100.000, Trung Quốc Nâu 64%, 803-806, Trung Quốc Vàng 64%, 803-806, Đình Vũ 785-805.000, Đức Giang Vàng 64%, 706-709, Nga Đen 64% và Nga Xanh 64%, dao động từ 803-806, Ba Con Cò 1.000.000-1.100.000, NBK 13-13-13 cộng TE Bình Điền 806-809, 16-16-8 Việt Nhật 802-850, 16-16-8 TE Việt Nhật 806-809, 16-16-8 Ba Con Cò 809-902, 16-16-8 Phú Mỹ 802-850, 16-16-16 Ba Con Cò 803-808, 16-16-8 Lộc Điền 603-609, 16-88 Phú Mỹ 800-804, 16-88 Lâm Thao 695-715, 6-8-16 cộng 4S Lâm Thao 804-808, 16-88 cộng 9S Lâm Thao 804-808, 15-15-15 TE Amoni 406-408, 16-16-16 Japan 502-508, bao 25kg, 12-5-10 cộng 14S Lộc Điền 506-508, 16889S 830-880, 13-13-13 Lâm Thao 504-508, 20-20-15 Sông Danh 1.000.000-1.050, 20-20-15 TE Bình Điền 1.050.000-1.100.000, Phân Lân Lân Lâm Thao 207-301, Lộc Điền 285-305, Văn Điển 250-280, Phân Cali Cà Mau 650-680, Phú Mỹ 570-590, Hà Anh 570-601, Ba Con Cò 607-609, Cali Miễn Cà Mau 508-601, Belarus 480 cho tới 502 nha bà con. Israel Hạt Miễn 504-508, Israel Hạt Nhuyễn 408-502, Israel Trắng 550-509. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.